Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 21. Đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự. Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hebrew, nó sẽ hầu việc cho 6 năm, nhưng qua năm thứ 7 nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. Nếu nó vào ở một mình thì sẽ ra một mình, nếu có vợ thì sẽ ra với vợ. Nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sinh được con trai hay gái, thì nó sẽ ra một mình, vợ và con thuộc về chủ. Nếu kẻ tôi mọi nói rằng tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra được tự do, thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi dùi xỏ tai. Nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời. Nếu ai bán con gái mình làm con đòi, con gái đó không được ra như các đầy tớ kia. Nếu chủ trước đã ưng lấy con đòi làm hầu, rồi sau lại chẳng muốn, thì chủ phải biểu chuộc nàng lại, chứ không có phép gạt rồi đem bán nàng cho kẻ ngoại bang. Nhưng nếu chủ định để cho con trai mình, thì phải xử với nàng theo phép như con gái mình vậy. Nếu chủ có lấy người khác, thì đối với người thứ nhất, chẳng được phép giảm đồ ăn, đồ mặc và tình nghĩa vợ chồng chút nào. Nếu người chủ không làm theo ba điều này, nàng được phép ra không, chẳng phải thối tiền lại. Kẻ nào đánh chết một người sẽ bị xử tử. Nhược bằng, kẻ đó chẳng phải mưu giết, nhưng vì Đức Chúa Trời đã phú người bị giết vào tay kẻ đó, thì ta sẽ lập cho ngươi một chỗ đặng kẻ giết người ẩn thân. Còn nhược bằng kẻ nào dấy lên cùng người lân cận mà lập mưu giết người, thì dẫu rằng nó núp nơi bàn thờ ta, ngươi cũng bắt mà giết đi. Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Kẻ nào bắt người và bán hoặc giữ lại trong tay mình sẽ bị xử tử. Kẻ nào mắng cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Khi hai người đánh lộn nhau, người này đánh người kia bằng đá hay là đấm cú, không đến đổi phải chết nhưng phải nằm liệt giường. Nếu đứng dậy chống gậy đi ra ngoài được, người đánh đó sẽ được tha tội, nhưng chỉ phải đền tiền thiệt hại trong mấy ngày nghỉ và nuôi cho đến khi lành mạnh. Khi người chủ lấy gậy đánh đầy tớ trai hay gái mình và chết liền theo tay, thì chắc phải bị phạt. Song nếu đầy tớ trai hay gái còn sống một hai ngày, người chủ khỏi tội, vì nó vốn là tài sản của chủ. Nếu người ta đánh nhau, đụng nhầm một người đàn bà có thai, làm cho phải xảo, nhưng chẳng bị sự hại chi khác, thì kẻ đánh nhầm đó phải bồi thường theo lời chồng người sẽ định và trả tiền trước mặt quan án. Còn nếu có sự hại chi, thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường tay, lấy chân thường chân, lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương. Nếu ai đánh nhầm con mắt đầy tớ trai hay gái mình, làm cho mất đi, thì hãy tha nó ra tự do vì cớ mất con mắt. Nếu ai làm rụng một răng của đầy tớ trai hay gái mình, thì hãy tha nó ra tự do vì cớ mất một răng. Ví có một con bò bán nhầm một người đàn ông hay đàn bà phải chết đi, con bò sẽ bị ném đá chết, người ta không nên ăn thịt nó, còn người chủ bò sẽ được vô tội. Nhưng ngộ từ trước con bò có tật hay bán và chủ đã bị mắng vốn mà không cầm giữ, nếu bò này còn giết một người đàn ông hay đàn bà thì nó sẽ bị ném đá và chủ sẽ bị xử tử nữa. Nhược bằng người ta định giá cho chủ bò chuộc mạng, chủ phải chuộc mạng mình y như giá đã định. Nếu bò bán nhầm một đứa con trai hay là con gái, người ta cũng sẽ chiếu theo luật này. Con bò bán nhầm một đứa đầy tớ trai hay gái, chủ bò phải trả 30 siếc lơ bạc cho chủ nó, rồi bò sẽ bị ném đá chết. Nếu ai mở miệng hầm hay là đào hầm mà chẳng đậy lại, và nếu có bò hay là lừa té xuống đó,
chủ hầm sẽ bồi thường giá tiền cho chủ của súc vật, nhưng súc vật bị giết đó sẽ về phần mình. Bằng bò của ai bán nhầm bò của kẻ lân cận mình phải chết đi. Hai người hãy bán bò sống đó, chia tiền và chia luôn con bò chết nữa. Nếu người chủ đã tỏ tường trước rằng bò mình có tật hay bán mà không lo cầm giữ, chủ phải lấy bò thường bò, nhưng bò chết sẽ về phần người. Chương 22. Ví ai bắt trộm bò hay chiên rồi giết hoặc bán đi thì phải thường 5 con bò cho một con và 4 con chiên cho một con. Nếu kẻ trộm đang cậy cửa mà bị bắt và đánh chết đi thì kẻ đánh chết chẳng phải tội sát nhân. Song nếu đánh chết trong khi mặt trời đã mọc rồi thì bị tội sát nhân. Kẻ trộm phải bồi thường bằng chẳng có chi thì sẽ bị bán vì tội trộm cắp mình. Nếu vật mà kẻ trộm đã lấy hoặc bò, lừa hay chiên hãy còn thấy sống trong tay thì kẻ trộm phải bồi thường gấp hai. Ngộ ai làm hư hại trong ruộng hay là vườn nho, thả súc vật mình vào ăn trong ruộng người khác, thì ai đó phải lấy hoa lợi tốt nhất của ruộng hay là vườn nho mình mà thường bồi. Nếu lửa nổi đốt bụi gai và cháy lan qua lúa đã bó, mùa màng hay là đồng ruộng, thì kẻ nổi lửa đó phải bồi thường trọn mọi vật đã bị cháy. Khi ai giao tiền bạc hay đồ vật cho kẻ lân cận mình giữ, rủi bị trộm cắp tại nhà kẻ lân cận đó, nếu tên trộm đã bị bắt được thì nó phải thường gấp hai. Nếu kẻ trộm không bị bắt được thì chủ nhà cho gửi phải dẫn đến trước mặt Đức Chúa Trời đặng thề rằng mình chẳng hề đặt tay vào tài vật của kẻ lân cận mình. Trong mọi việc gian lận nào, hoặc về một con bò, một con lừa, một con chiên, áo sống hay là một vật chi bị mất, mà có người nói rằng quả thật là đồ đó, thì phải đem duyên cớ hai đàn đến trước mặt Đức Chúa Trời. Kẻ nào bị Ngài xử phạt phải thường bồi cho kẻ lân cận mình gấp hai. Nhược bằng, người nào giao lừa, bò, chiên hoặc súc vật nào khác cho kẻ lân cận mình giữ và bị chết, gãy một giò hay là bị đuổi đi không ai thấy, thì hai đàn phải lấy danh Đức Giê-hô-va mà thề, hầu cho biết rằng người giữ súc vật có đặt tay trên tài vật của kẻ lân cận mình chăng. Người chủ con vật phải nhận lời thề và người kia chẳng bồi thường. Còn nếu con vật bị bắt trộm thì người lãnh giữ phải thường bồi cho chủ nó. Nếu con vật bị thú rừng xé chết, người lãnh giữ phải đem nó ra làm chứng, sẽ không phải bồi thường vật bị xé đó. Ví ai mượn người lân cận mình một con vật mà nó gãy một giò hoặc bị chết không có mặt chủ thì ai đó phải bồi thường. Nếu chủ có mặt tại đó thì không phải bồi thường. Nếu con vật đã cho mướn thì giá mướn thế cho tiền bồi thường. Nếu kẻ nào hòa dụ và nằm với một người gái đồng trinh chưa hứa giá thì kẻ đó phải nộp tiền sính và cưới nàng làm vợ. Nhược bằng cha nàng quyết từ chối không gả thì kẻ đó phải nộp tiền bằng số tiền sính của người gái đồng trinh. Người chớ để các đồng cốt sống. Kẻ nào nằm cùng một con vật sẽ bị xử tử. Kẻ nào tế các thần khác hơn một mình Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt. Người chớ nên bạc đãi khách ngoại bang và cũng chẳng nên hà hiếp họ, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ tại xứ Ai Cập. Các ngươi chớ ức hiếp một người quá bụa hay là một kẻ mồ côi nào. Nếu ức hiếp họ và họ kêu vang ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ. Cơn nóng giận ta phừng lên, sẽ lấy gươm giết các ngươi, thì vợ các ngươi sẽ trở nên quá bụa và con các ngươi sẽ mồ côi. Trong dân ta có kẻ nghèo nàn ở cùng ngươi. Nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như người cho vay và cũng chẳng nên bắt họ chịu lời. Nếu ngươi cầm áo sống của kẻ lân cận mình làm của tin, thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn, vì là đồ chỉ có che thân, là áo sống che đậy da mình. Người lấy chi mà ngủ? Nếu người đến kêu vang ta, tất ta sẽ nghe lời người, vì ta là đấng hay thương xót. Ngươi chớ nên nói lộng ngôn cùng Đức Chúa Trời,
và cũng đừng rủa sả vua chúa của dân sự ngươi. Ngươi chớ trễ nải mà dâng cho ta những hoa quả đầu mùa của ngươi chứa trong vựa và rượu ép chảy nơi bàn ép. Ngươi cũng phải dâng cho ta con trai đầu lòng ngươi. Về phần chiên và bò, ngươi cũng hãy làm như vậy. Trong 7 ngày đầu, con đầu lòng ở cùng mẹ nó. Qua ngày thứ 8, ngươi hãy dâng nó cho ta. Các ngươi sẽ làm người thánh của ta. Chớ nên ăn thịt chi bị thú rừng xé ở ngoài đồng. Hãy liệng cho chó ăn. Chương 23. Ngươi chớ đồn huyễn, chớ hùa cùng kẻ hung ác đặng làm chứng dối. Ngươi chớ hùa đảng đông đặng làm quấy. Khi ngươi làm chứng trong việc kiện cáo, chớ nên trở theo bên phe đông mà phạm sự công bình. Ngươi chớ tư vị kẻ nghèo trong việc kiện cáo. Nhược bằng ngươi gặp bò hay lừa của kẻ thù nghịch mình đi lạc, thì buộc phải đem về cho họ. Ngộ ngươi thấy lừa của kẻ ghét mình bị chở nặng phải quỵ, chớ khá bỏ ngơ, phải cứu nó cho được nhẹ. Trong cơn kiện cáo, ngươi chớ phạm quyền lợi của người nghèo ở giữa vòng ngươi. Ngươi phải tránh xa các lời giả dối, chớ giết kẻ vô tội và kẻ công bình, vì ta chẳng hề tha kẻ gian ác đâu. Ngươi chớ nhậm của hối lộ, vì của hối lộ làm mờ mắt người thượng trí và làm mất duyên do của kẻ công bình. Ngươi chớ hiếp đáp người ngoại bang, vì các ngươi đã kiều ngụ tại xứ Ai Cập. Chính các ngươi hiểu biết lòng khách ngoại bang là thế nào. Trải 6 năm, ngươi hãy gieo trong đất, thâu lấy hoa lợi. Nhưng qua năm thứ 7, hãy để đất hoang cho nghỉ, hầu cho kẻ nghèo khổ trong dân sự ngươi được nhờ lấy hoa quả đất đó. Còn dư lại bao nhiêu, thú vật ngoài đồng ăn lấy. Cũng hãy làm như vậy về vườn nho và cây olive. Luôn trong 6 ngày, ngươi hãy làm công việc mình. Nhưng qua ngày thứ 7 hãy nghỉ, hầu cho bò và lừa ngươi được nghỉ, cùng con trai của đầy tớ gái và người ngoại bang được dưỡng sức lại. Ngươi khá giữ hết mọi lời ta phán cùng ngươi. Chớ xưng đến danh các thần khác, chớ cho nghe danh đó ở nơi miệng ngươi ra. Mỗi năm 3 kỳ, ngươi sẽ giữ lễ kính ta. Ngươi hãy giữ lễ bánh không men, phải ăn bánh không men trong 7 ngày về mùa tháng lúa trổ như lời ta đã phán dặn. Vì trong tháng đó, ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Lại chẳng ai nên tay không đến trước mặt ta. Ngươi hãy giữ lễ mùa màng, tức là mùa hoa quả đầu tiên của công lao ngươi về các giống ngươi đã gieo ngoài đồng, và giữ lễ mùa gặt về lúc cuối năm, khi các ngươi đã hái hoa quả của công lao mình ngoài đồng rồi. Mỗi năm 3 kỳ, các người nam phải đến trước mặt Chúa, tức là Đức Giê-hô-va. Ngươi chớ dâng huyết của con sinh tế ta chung với bánh có pha men, còn mỡ của nó dâng nhằm ngày lễ kính ta, chớ để trọn đêm đến sáng mai. Những hoa quả đầu mùa của đất, ngươi phải đem đến đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ nên nấu dê con trong sữa mẹ nó. Đây này, ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi ta đã dự bị. Trước mặt người, ngươi khá giữ mình, phải nghe theo lời, chớ nên phản nghịch, ngươi sẽ chẳng tha tội ngươi đâu, vì danh ta ngự trong mình người. Nhưng nếu ngươi chăm chỉ nghe lời người, cùng làm theo mọi lời ta sẽ phán, ta sẽ thù nghịch cùng kẻ thù nghịch ngươi và đối địch với kẻ đối địch ngươi. Vì thiên sứ ta sẽ đi trước mặt, đưa ngươi vào xứ của dân Amorit, dân Hethit, dân Pheresit, dân Canaan, dân Hevit và dân Jebusit, rồi ta sẽ diệt chúng nó. Ngươi chớ quỳ lại và hầu việc các thần chúng nó, chớ bắt chước công việc họ, nhưng phải diệt hết các thần đó và đạp nát các pho tượng họ đi. Ngươi hãy hầu việc Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng ngươi. Trong xứ ngươi sẽ chẳng có đàn bà sảo thai hay là đàn bà son sẻ. Ta sẽ cho ngươi được trường thọ. Ta sẽ sai sự kinh khiếp ta đi trước,
Hãy ngươi đến dân nào, ta sẽ làm cho dân ấy vỡ chạy lạc đường, và cho kẻ thù nghịch ngươi xây lưng trước mặt ngươi. Ta sẽ sai ông lỗ đi trước đánh đuổi dân Hê-vít, dân Ca-na-an, dân Hê-tít khỏi trước mặt ngươi. Ta sẽ chẳng đuổi chúng nó đi hết trong một năm đâu. E khi xứ sẽ trở nên đồng vắng và loài thú rừng sinh sản ra đông hại ngươi chăng? Nhưng ta sẽ đuổi chúng nó lần lần khỏi trước mặt ngươi cho đến chừng nào số ngươi thêm nhiều và có thể cầm đất đó làm sản nghiệp. Ta sẽ phân định bờ cõi ngươi từ biển đỏ chí biển Philippines, từ đồng vắng đến sông cái, vì ta sẽ giao phú dân đó vào tay ngươi và ngươi sẽ đuổi chúng nó khỏi mặt mình. Ngươi đừng kết giao ước cùng chúng nó hoặc cùng các thần của chúng nó. Họ sẽ chẳng ở trong xứ ngươi đâu. E khi chúng nó xui cho ngươi phạm tội cùng ta mà hầu việc các thần họ chăng? Điều đó chắc sẽ thành một cái bẫy cho ngươi vậy. Thi Thiên 25. Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài. Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi để lòng tin cậy nơi Ngài. Nguyện tôi chớ bị hổ thẹn, chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi. Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn. Còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Hằng ngày tôi trông đợi Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhân từ của Ngài, vì hai điều ấy hằng có từ xưa. Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi hoặc các sự vi phạm tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài. Đức Giê-hô-va là thiện và ngay thẳng, bởi cớ ấy Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho kẻ có tội. Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chính trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì. Các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật cho kẻ nào giữ gìn giao ước và chứng cớ của Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, nhân danh Ngài, xin hãy tha tội ác tôi vì nó trọng. Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. Linh hồn người sẽ được ở nơi bình an và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp. Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Mắt tôi hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va, vì Ngài sẽ sở chân tôi ra khỏi lưới. Cầu xin Chúa hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, vì tôi một mình và khốn khổ. Sự bối rối nơi lòng tôi đã thêm nhiều. Xin Chúa cứu tôi khỏi sự hoạn nạn. Khá xem xét sự khốn khổ và sự cực nhọc tôi và tha các tội lỗi tôi. Hãy xem xét kẻ thù nghịch tôi vì chúng nó nhiều. Chúng nó ghét tôi cách hung bạo. Xin Chúa hãy giữ linh hồn tôi và giải cứu tôi. Chớ để tôi bị hổ thẹn vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Nguyện sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo hộ tôi vì tôi trông đợi Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin cứu chuộc Israel khỏi hết thảy sự gian truân người. Chương 47. Hỡi con gái đồng trinh của Babylon, hãy xuống ngồi trong bụi đất. Hỡi con gái người canh đê, hãy ngồi dưới đất. Ngươi chẳng có ngôi nữa, vì từ nay về sau, ngươi sẽ không được xưng là dịu dàng yểu điệu nữa đâu. Hãy lấy cối xay và đi xay bột. Hãy bỏ lúp, vén vạt áo đi, để trần chân đặng lội qua sông. Sự lõa lồ của ngươi phải tỏ ra, sự sỉ nhục ngươi sẽ bị thấy. Ta sẽ làm sự báo cừu không chừa ai hết. Đấng cứu chuộc của chúng ta, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng Thánh của Israel. Hỡi con gái của người canh đê, hãy ngồi làm thinh, trốn trong nơi tối tăm, vì từ nay về sau, ngươi sẽ không được gọi là chủ mẫu của các nước nữa. Ta đã nổi giận nghịch cùng dân ta, làm ô uế sản nghiệp ta và phó hết chúng nó trong tay ngươi. Nhưng ngươi chẳng từng dùng sự thương xót đối với chúng nó, đã tra ách nặng trên người già cả. Ngươi nói rằng ta sẽ làm chủ mẫu luôn.
ngươi chẳng để những sự ấy vào lòng và chẳng nghĩ đến cuối cùng sự đó. Hỡi người sung sướng ở yên ổn, bụng bảo dạ rằng: ta đi, ngoài ta chẳng còn ai, ta sẽ chẳng quá bụa, chẳng biết mất con cái là gì. Này, bây giờ hãy nghe đây. Cùng trong một giây phút, trong một ngày, hai nạn ấy là sự mất con cái và sự quá bụa sẽ xảy đến cho ngươi. Hai nạn ấy sẽ đến đầy đủ trên ngươi khi ngươi làm tà thuật rất nhiều và có lắm quyền của phù chú. Ngươi cậy sự gian ác của mình và nói rằng: chẳng ai thấy ta. Sự khôn ngoan thông biết của ngươi đã phỉnh dỗ ngươi, và ngươi tự nói trong lòng rằng: ta đi, ngoài ta chẳng còn ai. Vậy nên tai vạ sẽ lâm trên ngươi mà chẳng biết từ đâu, hoạn nạn sẽ đến cho ngươi mà chẳng trừ được, sự hủy diệt xảy ra thình lình, ngươi không thể liệu trước. Vậy ngươi hãy đứng lên, dùng những tà thuật với vô số phù chú mà ngươi đã lập từ khi thơ ấu. Có lẽ ngươi sẽ được lợi ích, và có lẽ nhân đó ngươi sẽ nên đáng sợ chăng. Ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều mưu trước. Vậy những kẻ hỏi trời xem sao, xem trăng mới mà đoán việc ngày sau. Bây giờ hãy đứng lên và cứu ngươi cho khỏi những sự xảy đến trên ngươi. Kìa, họ sẽ trở nên như rơm rạ bị lửa thiêu đốt. Họ sẽ chẳng cứu mình được khỏi quyền ngọn lửa. Lửa ấy chẳng phải lửa than để sưởi hay là lửa để ngồi kề một bên. Kìa, những sự mà ngươi đã làm khó nhọc thì đã trở nên như vậy. Những kẻ buôn bán với ngươi từ thuở nhỏ, ai về chỗ nấy, chẳng ai đến cứu ngươi hết. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.